liền dùm cho cô là gan không được trực tiếp với lửa hoặc sơn, anh chỉ là bỏ phần gián tiếp thôi, như vậy trực tiếp phải là anh này, trực tiếp phải là anh này. Em thấy được không? Rồi bây giờ cô sẽ cho hết cái phần này vào, nhưng nhớ vừa lại 1/3, để khi mà lỡ cho anh này nó sôi mà còn cho cái gan này vào mà anh sôi quá đó thì không hạ anh này xuống bằng giảm nhiệt của anh này, còn lại đường này phải thả vào. Nhớ nha, cái này hơi khó chỗ này nè các bạn, phải khen, phải đi theo cái anh gan này nha, thì nước sốt mình sẽ thành công. Còn có coi cái anh gan này rồi, nước sốt của mình sẽ tiêu luôn đó. Rồi bây giờ cô sẽ cho hết cái phần này vào. Rồi ở đây cái anh này nhớ một điều nè, cũng đừng bao giờ để anh này sôi, nếu anh này sôi thì chẳng khác nào thả gan vào một tiếng, anh này vừa mắm thôi thả gan vào cho cô nè, và cho gan đến đâu khuấy tay đều đến đó cho cô, không có được để cho anh một mình ha. Để làm gì? Để tạo ra thành một khối đồng nhất nha các bạn. Và lửa ta nhớ sử dụng lửa nhỏ thôi, không được lửa lớn. Cái chấm này nó hơi công phu nha các bạn, do đó là chúng ta sẽ làm nó từ từ, cô sẽ làm từ từ. Rồi ở đây cô sẽ quẩy tan cái phần này cho nó đều lại và bắt đầu đi đến đâu, không để cho anh này sôi nha, từ từ nó nắm cho vào, đến đâu quậy đều được đó, để tạo thành một khối đồng nhất nè, giữa gan và sốt lồng vào nhau. Nó không có bị sôi nhiệt độ gì hết, cô thả trả ngược lại tương tự như cô vừa luôn ha. Nếu trong cái thời gian mà em khuấy á, thấy cái nước này nó sôi thì em thả được vào, nhưng cô khuấy nhiệt độ vẫn bình thường mà không bị sôi thì cũng thả lại thả lại. Rồi Thank you.